Xin chào mọi người, hôm nay nhà thuốc đã giới thiệu cái sản phẩm là cốm dạ dày Amiprogat. Thành phần chủ yếu của cái cốm dạ dày này đấy là mai mực, hương hoàng, hương phụ, cam thảo bắc, hoài sơn, chỉ xác và mật ong. Công dụng là giúp kiện tỳ vị, hỗ trợ làm giảm các cái triệu chứng như là viêm đau dạ dày tá tràng, như là các cái triệu chứng ợ chua, ợ hơi, đau tức thượng vị, đầy bụng, khó tiêu. Những người mà bị dạ dày ấy thì sẽ gặp phải một số cái tình trạng như là rất hay gặp là đau tức thượng vị này, ợ hơi, ợ chua này, và dẫn đến là cả mất ngủ, hoặc là khi mà trào ngược thì dẫn đến là rất thường xuyên bị viêm họng, bị ho. Đấy là do là cái bệnh dạ dày nó gây ra. Đối tượng sử dụng là những người mà bị đau dạ dày tá tràng và gặp các cái biểu hiện như là ợ chua, ợ hơi, đầy bụng, khó tiêu và đau tức vùng thượng vị thì có thể sử dụng cái cốm dạ dày này. Cốm dạ dày này thì là của Học viện Quân y sản xuất cho nên là rất là hiệu quả. Cách dùng là ngày uống 3 đến 4 lần, mỗi lần một gói. Có thể uống pha với nước sôi để nguội hoặc là uống trực tiếp. Nên sử dụng trước khi ăn hoặc là trong những cái lúc mà đang bị đau ấy thì mình có thể uống luôn. Không sử dụng cái sản phẩm này cho phụ nữ có thai, cho con bú hay là những người mà bị u xơ tiền liệt tuyến thì cũng không nên sử dụng. Cái sản phẩm cúm dạ dày Amiprogat của Học viện Quân y này thì được bán trực tiếp tại nhà thuốc Thái Dương. Các bạn có thể mua hàng tại nhà thuốc hoặc để lại tên, số điện thoại, địa chỉ, nhà thuốc sẽ gửi hàng cho các bạn. Số điện thoại đặt hàng là 0945 091489. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của nhà thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại.